Kênh Zippo Gò Vấp xin kính chào anh em nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Zippo dòng xưa nha anh em. Và sau khi em mô tả hết chi tiết chiếc Zippo này rồi thì em cũng sẽ báo giao lưu đến với anh em. Những anh em mà mới biết đến kênh game đầu tiên á thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình có thể theo dõi những mẫu mã Zippo có trong kênh của em nhiều hơn, và anh em cũng có thể là xem những cái năm mà anh em muốn tìm hiểu. Và chiếc ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu là chiếc này nha, với chất liệu là cốt đồng mạ chrome vân xước. Anh em nhìn được cảnh vân xước của nó nè, rất là đẹp luôn, cầm trên tay rất là đã nha, rất là đầm tay. Và chiếc này thì chủ đề của nó thì được khắc ăn mòn axit, sau đó nó đổ sơn trên nền giáp chrome vân xước, thì cái nước màu sơn của nó thì vẫn còn đẹp nha anh em. Chỗ này thì em thấy nó chắc hơi nhẹ thôi, một dấu chấm thôi, không ảnh hưởng nhiều ạ. Và chiếc này thì tại sao nó thuộc dòng xưa? Chiếc này là mộc ngược. Dòng xưa là chiếc này là được sản xuất vào năm 1972. 72 là anh em để ý là cái mộc nè, Zippo chữ xéo nè, mỗi bên một gạch, tổng của nó là hai gạch đứng nha anh em. Đó. Em đang để im, anh em có thể nhận thấy rõ ràng về một chiếc năm 1972. Rất là sắc sảo luôn, mộc đáy rất là tinh tế nha anh em, cái nét rất là rõ luôn, quá là đẹp. Và chiếc này thì em về với tình trạng là hàng đã qua sử dụng, nhưng mà mức độ của nó khi mà em nhận hàng về thì mức độ sử dụng rất là ít nha anh em. Thì anh em sẽ thấy là cái mặt trên á thì nó chỉ có xước, có máy đường nhẹ thôi, gọi là xước tơ lông mèo, rất là nhẹ. Nếu mà xước sâu thì em chỉ để ánh sáng bóng như thế này, anh em sẽ thấy một cái đường lằn màu trắng, gọi là xước sâu. Còn đây thì em lấy góc tối thì anh em mới thấy được cái nét xước của nó. Quá bình thường nha anh em. Cạnh viền ngay chỗ mở nắp này, bóng loáng bóng lưỡng đây, giống như một chiếc light new luôn ạ. Mặt sau nó có xước tơ nha anh em. Tại vì những mặt hàng này là hàng có giá trị, bên em thì sẽ mô tả rất là rõ ràng chi tiết, mặc dù nó có bất lợi nhưng mà rõ ràng hơn thì lúc nào cũng được ưu tiên. Và bản lề của nó đây nha anh em, anh em thấy nè, một chiếc đã qua sử dụng mà cái bản lề như thế này, giống như một cái bản lề mới luôn á, thì do chiếc này sử dụng quá là ít. Và điều đặc biệt ở đây thì anh em sẽ thấy là giai đoạn năm 1974, 75, 76 thì thường thường là sẽ thấy chốt rỗng. Nhưng mà năm 1972 này là quá là đặc biệt, là nó là có chốt rỗng nha anh em, chốt rỗng riêng nha. Như thế này, sao em nghĩ là chắc là hãng thử nghiệm ạ. Rồi sau đó là bắt đầu năm 1974 thì mới thấy nhiều hơn, 72, 73. Và ngay chỗ cạnh viền dường như là nó có bị xước. Bị cắn rất là nhẹ, cắn lớp chrome rất là nhẹ nha, vẫn còn lớp chrome nha anh em, nó chưa tới lớp đồng nha. Một chiếc có chút rỗng là như thế này. Cạnh viền trên nắp nè anh em thấy nè, quá là bóng loáng luôn, xước thì quá là ít. Âm nghe rất là tốt, và bản lề của nó thì còn hơi rít nha anh em, khi mà anh em sử dụng mở ra đóng nắp lại nhiều lần mà bản lề nó hợp rơ thì tiếng âm á nó sẽ nghe hay hơn tại thời điểm bây giờ. Chiếc này thì nó không có bị bẹp góc, em thấy quá là xuất sắc đối với 1972 mà tới bây giờ mà nó đã được mấy chục năm rồi, là cũng được 52 năm, quá là xuất sắc nha anh em. Nghe tiếng keng. Tại vì tiếng âm thì anh em theo dõi clip mô tả từng chi tiết á, thì anh em sẽ thấy là mỗi chiếc Zippo nó sẽ có mỗi tiếng âm khác nhau, chứ bên em không có tăng chỉnh để cho một cái tiếng âm giống nhau nha. Còn đây, tại vì bên em cũng không có can thiệp sửa chữa gì hết. Cạnh viền bản lề trên thì anh em thấy nè, hai cái đường gạch sọc rất là mảnh nha. Em đang zoom lại gần luôn á để anh em có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơn và thấy rõ trong clip này luôn, chứ em không quay nhanh và phớt lờ đi. Đây là em mô tả rất là kỹ rồi. Bản lề dưới
để khi mà em mô tả kỹ và anh em cầm trên khi mà nhận hàng á, cầm trên tay thì nó cũng dễ nữa. Và anh em muốn xem chi tiết của chiếc này qua hình ảnh thì cứ add Zalo của em nha. Bên Zalo của em thì sẽ có nhiều chi tiết hình ảnh. Còn trong kênh này thì em chỉ quay clip để cho anh em thấy rõ nhất có thể. Như thế này là em thấy là quá rõ rồi. Về năm 1972 thì ruột của nó sẽ là ruột một mặt chữ nha anh em. Như thế này. Đó, mặt chữ trước đây, để em đưa lại gần luôn đi. À, cái nét chữ của nó nè. À, rất là mảnh, chi tiết nó nhỏ, rất là tinh tế. Rồi, đây, anh em thấy một chiếc mà qua sử dụng mà cái buồng đốt nè va chạm với thành nắp á, bên trong vỏ quá là ít nha, không có sức cong luôn á. Đây, còn cái ruột này là nó do nó khít với cái vỏ nên nó sẽ tạo cái đường xước như thế này. Đó, quá là đẹp nha anh em, chặn xong và ốp đá giống như một chiếc mới luôn á. Còn mới keng, ốc đá nhìn nó đá màu đồng nè. Nó sáng. Búa rất là khỏe, nó gõ rất là đã luôn á. Đó. Bánh xe. À, bánh xe rất là đẹp. Lưỡi gà bên trong của nó là lưỡi gà vuông, tim là tim bột và cái đầu tim thì em để nguyên chứ em không có đổi đầu. Còn anh em muốn đổi đầu tiên thì cứ báo em để em đổi đầu tiên giúp cho anh em nha. Rồi, bánh xe rất là bén nha anh em. Mấy chục năm, 52 năm mà còn tình trạng như thế này thì em thấy quá là ok. Một chiếc xài lướt. Rồi, những anh em mà có theo dõi clip khui hàng chắc hẳn cũng sẽ thấy chiếc này. Hôm nay em mới là vệ sinh xong rồi em lên mô tả rõ ràng hơn nữa. Thì trong clip khui hàng thì hàng về thì em không có biết là nó là về tình trạng mẫu mã nào. Rồi em khui ra thì anh em sẽ thấy và để rõ hơn thì trong clip này luôn nha. À, quá là xuất sắc. Cái mộc đáy 1972 nè. Và chiếc Jeepo xưa năm 1972 với tình trạng là xài xài lướt đã qua sử dụng mức độ ít đi à. À, bánh xe rất là bén lửa, chốt rỗng thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em là 2 triệu nha. Năm 1972 và chiếc này về nó không có hộp thì bên em sẽ tặng kèm anh em một hộp gối nhung linh kiện để có thể mình bảo quản, trưng bày hoặc là mình làm quà tặng. Nó cũng có ý nghĩa và đẹp lắm ạ. À. Gối nhung rất là mềm mịn. Bên cạnh đó thì ngoài gối nhung ra thì em sẽ tặng kèm thêm vài viên đá đỏ linh kiện như thế này. À, và bên em thì luôn luôn bao phí ship đến với anh em. À, trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo và Vắt Dưới Da của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ. À.